Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng tháng 11, tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Được thần tài báo mậu, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi vận phát tài, cực may, cực đỏ, cực giàu có trong 2 tháng cuối năm này. Chấn động, giới tử vi tiết lộ chính xác 100%. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được trời Phật ban phúc lớn, đúng 2 tháng tới. Vận đỏ hơn son, trúng lớn liên tiếp, đổi đời giàu có, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay, mua nhà to hơn, tậu xe xịn hơn. Quý tín chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, khi đã đi qua gần nửa đời người, liệu chúng ta có bao giờ nhìn lại về những gì đã trải qua trong quá khứ và đúc kết ra những bài học đắt giá trong cuộc đời hay chưa? Hay là cô bác có thể lường trước được hết những biến cố trong tương lai sẽ xảy đến với mình hay không? Ở độ tuổi ngót nghét gần 60, có lẽ đã có nhiều người ổn định hơn về cuộc sống của mình, hoặc thậm chí nhiều cô bác ở đây còn có cuộc sống giàu có, dư giả rồi cũng nên. Nhưng có lẽ vẫn còn rất nhiều người đang phải chật vật, vất vả bôn ba trang trải cuộc sống, và chỉ cần một bước sai thôi là sẽ mất hết tất cả. Không biết bao giờ mới gây dựng lại được mọi thứ, chính vì vậy mà ai ai cũng cần phải biết được vận trình của mình, diễn biến trong tương lai sẽ như thế nào để có thể an tâm mà bước tiếp. Cô bác Mậu Thân biết không, Mậu Thân là bản mệnh cần phải hiểu về bản thân trước, rồi mới có thể tận dụng được thời cơ trong cuộc sống. Hiểu không rõ sẽ chỉ khiến Mậu Thân nhầm đường, hiểu không sâu sẽ chỉ làm Mậu Thân lạc lối, dở dang, dang dở, cơ hội cứ tới rồi lại vụt đi, cứ lóe sáng rồi lại chợt tắt, không tận dụng được vận may mà phát huy, lãng phí thời gian mà chẳng nên sự quả gì. Trong năm 2023 này, Mậu Thân với sự tương trợ, tứ trụ thiên hợp địa hợp trong năm Quý Mão, nhưng ngặt nỗi phải gánh thêm hạn tam tai, nên khó khăn bộn bề. Vận trình bấp bênh từ đầu năm, khiến cho Mậu Thân bao phen nhọc lòng ở cái tuổi này, nhưng Mậu Thân yên tâm, từ nay mọi sự đen đủi sẽ được bỏ lại phía sau, mây mù tan biến theo gió. Bởi trong 2 tháng tới đây, bản mệnh sẽ liên tiếp được thần tài để ý, ban tài phát lộc, công danh rạng rỡ, đổi đời giàu to, tiền kéo về nhà chật két, nở mày nở mặt với thiên hạ. Và để nắm rõ hơn về vận trình 2 tháng 11 và 12 âm lịch tới đây thì xin mời quý vị cùng đón xem bài chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay. Đặc biệt nếu bản mệnh nắm được 3 bí mật này thì chắc chắn cuộc sống sẽ bước sang một trang toàn màu hồng và sự vinh hoa, cuộc sống sẽ luôn được bình yên hạnh phúc mà không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, ngay sau đây là nội dung chi tiết đến từ Minh Đường Tử Vi. Thưa quý cô bác Mậu Thân thân mến, cô bác thấy đấy, có một vài thứ trong cuộc sống là do trời sinh, nhưng phần nhiều còn lại là do bản thân lựa chọn, do bản thân tự tạo thành. Người có số mệnh tốt thì đường đời người ta bằng phẳng, ít chông gai, điều kiện trời sinh nhiều thuận lợi, trí tuệ trời sinh tự thân đầy minh mẫn, nhưng nếu lười làm, lười nghĩ, ham chơi ham thú vui tệ nạn thì số mệnh tốt cũng không cản được họ tự đâm đầu vào vực thẳm tối tăm. Người có số mệnh xấu thì đường đời nhiều vất vả, lắm gian truân, điều kiện trời sinh ít hậu thuẫn, có đôi khi trí tuệ trời ban cũng chẳng nhanh nhạy, nhưng kiểu người này nếu lấy ý chí mà bù vào chỗ thiếu trời sinh, lấy nỗ lực làm gốc, lấy chăm chỉ làm thân, lấy cầu tiến làm cành, lấy cầu thị làm lá, thì cái cây của người đấy sớm muộn sẽ trổ hoa, trổ quả. Tương lai của người đấy sẽ bao hàm vô vàn những khả năng, triệu triệu những điều có thể xảy ra trong hiện thực, đó là một tương lai không thể đo đếm. Đại diện cho một con người tự thoát ly khỏi vận số của bản thân, tự bàn tay làm nên vạn sự, tâm tư muốn ở đâu thì tay làm chân đi để mình đứng được ở đấy. Vậy nên đừng vì số mệnh tốt mà chủ quan, đừng vì số mệnh xấu mà buồn thảm, suy cho cùng ta mới là người quyết định vận mệnh của chính ta. Ta mới là người có quyền với cuộc sống của chính ta, nhất niệm sinh sôi, tự thành thế giới.
Thưa cô bác thân mến, cây đại thụ đã đang và sẽ luôn là bản mệnh cần nhiều thời gian để cái cây nhú mầm có thể vươn lên thành đại thụ. Mậu thân sẽ luôn là bản mệnh cần vượt qua đau đớn mà lột xác, lột da để thân con khỉ được vui tươi theo những điều mới mẻ. Tất cả những thứ đấy mậu thân đã trải qua rồi, đã thấm đủ rồi, đã hưởng những thứ người bình thường ít ai hưởng, đã chịu những đớn đau người bình thường ít ai chịu. Hai tháng cuối năm 2023 này sẽ là lúc mậu thân ngồi lại lắng nghe con tim, hồi động lại những trải nghiệm, gặp gỡ quý nhân, thấy những điều mới mẻ, thấu những điều khiến tâm tư giác ngộ, tổng kết lại rồi mở màn cho một bước ra ngoài con đường mới bao la. Nó là hai tháng cần thiết để mậu thân chiêm nghiệm lại những điều cần phải giác ngộ ra, bớt cố chấp bảo thủ mà thêm cầu thị, cầu tiến, ít một phần liều lĩnh, nhiều một phần bình ổn trong hành vi. Mệnh số ít khi gọi tên ai ở thời điểm lựa chọn, nên mậu thân hãy nhớ, với mệnh của mậu thân hãy chứng minh với đất trời, ta đủ giỏi, ta đủ khả năng, ta xứng đáng với thành công thành tựu. Với mệnh của mậu thân, thành công giản đơn không phải cho bản thân, mà cho bao điều trách nhiệm đang dồn thân gồng gánh, vật chất là bức tường mạnh mẽ cho mậu thân dựa, để chống lại những vất vả bon chen của dòng đời. Mậu thân à, hãy chiến đi, vạn điều cô bác đang suy tư, thời thông thế thuận, đang ở rất rất gần cô bác rồi. Xét về số mệnh, trời sinh tuổi mậu thân là những người tốt bụng, đáng mến và tràn đầy nhiệt huyết, mậu thân cũng có thể tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc khi cần. Họ rất thông minh và tự tin, có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người trong số họ trở thành lãnh đạo. Khi đảm nhận cương vị người đứng đầu hay ông chủ, mậu thân mệnh thổ được cấp dưới đánh giá cao và yêu quý. Trái tim nhân hậu cùng những đòi hỏi khắt khe là sự kết hợp hoàn hảo, vừa khiến họ được nhân viên quý mến, vừa giúp hoàn thành tốt rất nhiều công việc. Tuy nhiên, mậu thân rất dễ bị phân tâm và không phù hợp với những nhiệm vụ phải lặp đi lặp lại. Họ thích mạo hiểm và hiếm khi chấp nhận sự giám sát từ những người khác, kể cả từ cấp trên. Cuộc sống của mậu thân thời trẻ thường không ổn định, họ thường nay đây mai đó, để đạt được thay đổi, họ có thể dùng đến vũ lực và sức mạnh ý chí tuyệt đối. Tính cách độc đoán khiến họ có thể thành công lớn hoặc thất bại thảm hại, sở hữu trí tuệ tuyệt vời và sức hút mãnh liệt, mậu thân được người khác giới rất quý mến, nhưng họ thường chỉ chú ý tới một người và hạnh phúc với bạn đời đã chọn, biết cách quản lý tiền bạc, mậu thân khá may mắn về tài chính. Tuổi mậu thân hay còn gọi với cái tên là độc lập chi hầu, tức khỉ độc thân, đây là những người thông minh, sáng ý có tâm, với con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác nhạy bén. Người tuổi mậu thân có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Cũng bởi tấm lòng lương thiện, nhân hậu mà họ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, mỗi lúc khó khăn đều có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó, vì bản tính ham làm việc, không quản ngại gian lao vất vả, nên họ thành đạt rất mau, nhờ sự cố gắng mà cũng được ban phước hỗ trợ nhiều mặt. Vì vậy mà đường công danh sự nghiệp cũng như đường tình duyên có nhiều thăng hoa ở thời trung vận. Trong cuộc sống tuy vất vả khó khăn thời trẻ, nhưng được quan thế âm hộ mệnh, Phật Đại Nhật Như Lai bảo hộ, nên vẫn được bình yên. Gặp nạn cũng tai qua nạn khỏi, sức khỏe ổn định, đức tính chăm chỉ chịu khó là một trong những nét nổi bật của người tuổi mậu thân mệnh thổ. Nhờ tinh thần hiếu học, cùng trí thông minh bẩm sinh, họ có được vốn kiến thức sâu rộng, tài trí và óc phán đoán nhanh nhạy, giúp họ luôn chủ động trong công việc. Họ thường lên kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo trước khi làm một việc gì đó, rồi mới thực hiện từng bước. Vì vậy, tuy thành công đến với họ không nhanh nhưng chắc chắn. Người tuổi mậu thân mệnh thổ có khả năng giao tiếp rất tốt, dễ hòa đồng với mọi người. Vận mệnh người tuổi mậu thân mệnh thổ khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu, nên mậu thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay chớ nên tiêu xài hoang phí, mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn đấy mậu thân nhé. Tuy mậu thân phúc lộc từ gia đình không có nhiều, cô bác em không hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều, nhưng nhờ đức tính chăm chỉ nỗ lực cố gắng mà họ có thể tay trắng gây dựng cơ đồ, gặp khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì khả năng thành công là rất cao, có thể một bước lên mây, sau một đêm trở thành tỷ phú. Song nhân duyên kém sắc, đòi hỏi mậu thân phải nỗ lực để cải thiện các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với đồng nghiệp và cấp dưới, phải làm sao để họ vừa nể vừa sợ, đặt mình lên vị trí cao hơn. Khi đã tích lũy được vốn liếng làm ăn, thời cơ thích hợp thì có thể xem xét để chuyển sang vị trí khác, công việc khác phù hợp hơn. Chú ý khi xảy ra tranh chấp, cạnh tranh với bạn bè, đồng nghiệp, chớ nên nóng nảy mà cần phải nhường nhịn để chung sống hòa bình với nhau. Bước sang giai đoạn cuối năm Quý Mão 2023, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn nữa. Nhờ thế mà những vận xấu từ đầu năm và khó khăn từ năm 2022 trước đó cũng dần lùi xa. Trong giai đoạn này,
vận trình của bạn hứa hẹn những chuyển biến đầy tích cực, đặc biệt có 2 tháng cuối năm 2023, cụ thể là bước sang tháng 11 và 12 âm lịch này. Người tuổi Mậu Thân sẽ cảm nhận được sự thay đổi một cách rõ rệt khi phúc khí tràn trề, tài tinh hội tụ và nhiều tin vui ập đến. Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội lần này, thì bản mệnh sẽ lội ngược dòng thành công, không những hết khổ sạch nợ, mà còn đổi đời giàu có, tiền tiêu không hết, bao nhiêu vất vả nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong 2 tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch nhận định, đường công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân đang nhận được sự che chở của rất nhiều cát tinh, nên có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có quý tinh chính quan chủ về công danh tương trợ, rất thích hợp để con giáp này tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng, mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, chăm sự đều thuận. Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng có thể tiến hành ngay trong tháng, tranh thủ lúc vận khí đương lên, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Có thể trong quá trình đó vẫn còn nhiều khó khăn, khiến bạn đôi khi chùn bước, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có trải qua gian nan mới được tôi luyện để thêm bản lĩnh. Với trí tuệ minh mẫn và giỏi ứng biến của mình, cô bác có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao hữu ích. Cô bác có thể gây ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhiều hạng mục mới cũng sẽ được triển khai trong thời điểm này, cô bác cũng sẽ được giao phó, đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do cô bác tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước, nên thành tựu vô cùng bền vững. Tuy nhiên, trong 2 tháng tới sẽ xuất hiện hung tinh âm sát, mang điểm tiểu nhân quấy phá, dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa vây xung quanh, có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn, hãy coi thách thức và khó khăn là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh. Trong các tình huống phức tạp, có thể cô bác sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình, nhưng chỉ cần suy nghĩ linh hoạt thì rồi sẽ tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất. Theo kinh Phật ghi chép, bản mệnh Phật của tuổi Mậu Thân là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho lý trí quang minh, đeo bên người có thể được ngài bảo vệ, mang đến sự tỉnh táo, trừ yêu tránh ma quỷ, hấp thu linh khí, đón lấy tinh hoa vạn vật, dũng cảm tiến tới, sung sướng rạng rỡ. Người tuổi Mậu Thân cùng Đại Nhật Như Lai Bồ Tát có sức cảm ứng mạnh nhất, bởi vậy nếu có thể thành kính đeo hoặc cung phụng tượng Đại Nhật Như Lai Bồ Tát, tất khiến mọi chuyện hài lòng, mọi sự thành công. Về phương diện tài lộc, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Mậu Thân trong 2 tháng 11 và 12 âm tới cũng vượng phát hơn hẳn. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho cô bác một phần thưởng xứng đáng với công sức mà cô bác đã bỏ ra, thậm chí một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh, buôn bán được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời, nếu có ý định đầu tư cô bác có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ, túi tiền của cô bác lúc nào cũng rủng rỉnh. Cát thần này cũng sẽ giúp cô bác tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn, nhưng để thuyết phục được đối phương, cô bác cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, cô bác nên kiên trì theo đuổi, bỏ công bỏ sức, ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng, đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc. Tuy nhiên, hung tinh ám tàng cũng nhắc nhở Mậu Thân cần hết sức thận trọng khi hồn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Minh đường tử vi khuyên cô bác, thời điểm 2 tháng tới vẫn có hung tinh đeo bám, nên bản mệnh chớ nên vội vàng tin vào lời rủ rê lôi kéo của người khác. Trước khi đưa ra quyết định, cô bác cần tham khảo ý kiến nhiều người, đồng thời kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh tốn tiền vô ích. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần lưu ý, tiền bạc kiếm được tuy nhiều, nhưng các khoản thu chi cũng lắm cho việc xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, cô bác sẽ khó mà tích lũy được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phá tài. Ngoài ra, cô bác có thể dùng thiềm thư để chiêu tài vượng lộc. Thiềm thư là thần thú vượng tài vận, đồng thời giúp hóa sát đường sự nghiệp, chặn tiểu nhân trong công việc, thích hợp bày trên bàn làm việc. Người làm ăn hay mở cửa hàng đều có thể dùng đồ phong thủy này, vừa chiêu tài, chiêu phúc, lại gia tăng tài khí, phúc khí, nhân khí,
Thiềm thư có tác dụng trấn trạch trừ tà, phun châu nhà ngọc, tài lộc dồi dào. Thiềm thư có hình dạng đặc biệt là con cóc ba chân, miệng ngậm đồng tiền, chân đạp lên tiền, vốn trước đây là một loài yêu tinh biết phun ra tiền bạc, sau được Lưu Hải tiên nhân thu nạp, cải tà quy chính, giúp đỡ bốn phương, đem tài lộc đến cho mọi nhà. Khi đặt thiềm thư đầu hướng về phía trong cửa hàng, công ty hoặc nơi ở, không nên hướng ra ngoài cửa, nếu không tiền bạc sẽ bị thất thoát khó mà sinh tài vượng lộc. Mỗi người đều có khát vọng giàu sang, nhưng cuộc đời không phải bao giờ cũng xuôi chèo mát mái, mỗi bản mệnh nên tâm niệm các nhân thiên tướng, vạn phúc tùy duyên, yêu thương bản thân, hậu đãi mọi người, tích đức hành thiện thì vận may sẽ tự nhiên mà tới. Nếu gặp khó khăn thì nên dùng thái độ tích cực để đối diện, phúc tự tâm tin rằng sóng gió chỉ là tạm thời, chúc những người có duyên cả đời bình an, vận may liên tiếp. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Mậu Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng trong thời điểm 2 tháng cuối của năm 2023 này. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của cô bác. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường, nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa. Vì thế, ngoài việc chú ý chăm sóc tốt bản thân, cô bác cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Ngoài ra, trong 2 tháng tới do có Bạch Hổ hung tinh tác động, bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, sử dụng đồ vật sắc nhọn, nếu không dễ vướng họa huyết quang, cô bác đừng nên điều khiển phương tiện giao thông khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo hay cố tình vi phạm luật giao thông. Sự bất cẩn của cô bác không chỉ khiến cơ thể phải chịu tổn thương mà còn gây hại cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, cô bác nhớ duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, không nên thức khuya dậy sớm, ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ hoặc cay nóng, dễ gây tác động xấu cho dạ dày của mình đấy quý mệnh chủ nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Trong tháng 11 và 12 âm lịch, vận trình tình cảm của Mậu Thân khá lý tưởng, không có mâu thuẫn hay xung đột nào quá lớn. Một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà của cô bác. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể, thậm chí có cặp vợ chồng còn nhận được tin vui từ con cái nay đã thành tích học tập tốt, hoặc được công việc ổn định và ngày càng phát triển, cùng với đó là sự thuận lợi suôn sẻ trong vận trình của cô bác. Hỉ khí dồi dào cũng là lúc cô bác nên làm việc thiện nhiều hơn để tích phúc đức cho bản thân cũng như gia đình. Trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, Mậu Thân cũng dễ dàng tìm được tiếng nói chung, trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Mậu Thân, theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Tử vi tháng 11 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân được đón tháng 11 âm lịch với nhiều tín hiệu tích cực và may mắn hơn, mọi mặt cuộc sống của bạn đều có những bước tiến đáng kể. Chỉ cần bạn chăm chỉ, tự tin vào bản thân mình để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi cơ hội xuất hiện mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy dù bạn làm trong lĩnh vực gì cũng sẽ thu được những kết quả khả quan. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bạn luôn được giúp đỡ khi đối diện với khó khăn, thậm chí được người mách nước cho những kế hoạch hợp lý. Trên phương diện tài lộc, tháng này bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Đối tượng khách hàng, đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn. Nhân thời điểm thuận lợi này, bạn có thể tranh thủ thực hiện những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu, quan đới chắc chắn sẽ đem lại cho bạn thêm nhiều may mắn và trợ lực. Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy quan hệ của Mậu Thân và người ấy ngập tràn những điều ấm áp, dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện, trao đổi với nhau, người ấy có thể trở thành động lực để bạn vượt qua nhiều khó khăn. Quý nhân, Thìn, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Dần, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số may mắn, 02, 81, 22. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Mậu Thân âm lịch thấy, tháng cuối cùng của năm 2023 không có nhiều biến động lớn đối với người tuổi Mậu Thân. Song bạn cũng không gặt hái được những thành tích quá đáng kể, đây là lúc bạn cần xem lại mục tiêu và cách thức làm việc của mình. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn đưa ra nhiều mục tiêu và đích đến cao xa cho mình, song bạn lại thiếu kiên trì. Chỉ duy trì được hứng thú ban đầu, bạn cũng thường xuyên nhẹ dạ cả tin, nên dễ tin lầm kẻ xấu, đưa ra những quyết định không đúng đắn,
tất cả khiến mọi việc cứ mãi dậm chân tại chỗ. Trên phương diện tài lộc, bạn khá ham vui nên dễ chi tiêu cho những việc không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ tin theo lời rủ rê, lôi kéo của kẻ xấu, đánh mất khoản tiền đang có trong tay. Người làm ăn kinh doanh thì lại tỏ ra khá chần chừ trong các quyết định đầu tư, dễ bỏ lỡ những cơ hội tốt. Tin vui là phương diện tình cảm lại khá xuôi chèo mát mái, bạn cởi mở trong việc giao lưu, trò chuyện với người khác giới, nên cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Người đã lập gia đình cũng dần chủ động hơn trong việc trò chuyện và giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Quý nhân, Thìn, Tý, tiểu nhân, Ngọ, Mùi, màu sắc cát tường, hồng, vàng, con số may mắn 33, 01, 67. Thưa quý vị, dân gian có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới, người tuổi Mậu Thân sẽ có cả thiên thời địa lợi. Chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ, và để giúp bản mệnh tuổi Mậu Thân dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân, sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, dựa theo can chi ngũ hành. 1. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Tý. Tý và Thân dễ dàng hòa hợp với nhau trên phương diện làm ăn kinh doanh, Thân sáng tạo và có con mắt nhìn xa trông rộng, sẽ là người đứng đầu tổ chức công việc, lập kế hoạch cho những bước đi vững chắc, ý quyết đoán, giỏi ứng biến với nhiều tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra. 2. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Sửu. Cặp đôi này lại khó có thể tìm thấy tiếng nói chung trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Sửu chăm chỉ, cần mẫn và kiên trì với một mục tiêu cố định, điều đó có vẻ làm Thân khó chịu khi họ nhanh nhẹn, tháo vát và có thể thay đổi mục tiêu bất kỳ lúc nào. 3. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Mão. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này chỉ thực sự hiệu quả nếu như Mão và Thân đảm nhiệm đúng vai trò vị trí của mình. Tuổi Thân nên là người lãnh đạo, chỉ huy và lập ra kế hoạch rõ ràng, còn Mão sẽ là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ Thân hoàn thành công việc. 4. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Dần. Cặp đôi này lại khó có thể tìm thấy tiếng nói chung trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Dần chăm chỉ, cần mẫn và kiên trì với một mục tiêu cố định, điều đó có vẻ làm Thân khó chịu khi họ nhanh nhẹn, tháo vát và có thể thay đổi mục tiêu bất kỳ lúc nào. 5. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Thìn. Thìn và Thân là cặp đôi khá lý tưởng, nếu họ trở thành đối tác làm ăn của nhau, những công việc khó khăn nguy hiểm sẽ không khiến họ sợ hãi bỏ cuộc, bởi Thân ưa mạo hiểm, còn Thìn sẵn sàng đối mặt với khó khăn. 6. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Ngọ. Thân và Ngọ đều thích tự do và bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, độc đáo, họ có thể hợp tác làm ăn với nhau. Nhưng mối quan hệ này sẽ không đạt được hiệu quả cao, nếu gặp phải khó khăn, Thân và Ngọ đều có xu hướng chán nản, thay đổi mục tiêu. 7. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Tỵ. Sự hợp tác của Tỵ và Thân trong công việc làm ăn sẽ đem lại nhiều hiệu quả thành công, nhưng mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra nếu như Thân quá đề cao vai trò của mình. Hơn nữa, Tỵ cũng là người rất tự tin, không muốn thua kém ai, hai tuổi này đều muốn mình là người đứng đầu, lãnh đạo công việc. 8. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Mùi. Nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau, sẽ có nhiều mâu thuẫn bất đồng xảy ra, Mùi nghiêm túc tập trung vào công việc, trong khi Thân lại tỏ ra thờ ơ với những kế hoạch của Mùi, mối quan hệ này thường xuyên trải qua nhiều căng thẳng và khó có thể gắn bó lâu dài. 9. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Thân. Người tuổi Thân không bao giờ chịu thua kém một ai, họ thích lãnh đạo và đứng trên người khác. Nếu hai người tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng bị đổ vỡ bởi những mâu thuẫn gay gắt thường xuyên xảy ra. 10. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Dậu. Sẽ êm đẹp hơn nếu như Dậu và Thân trở thành đối tác làm ăn của nhau, Thân sẽ là người lãnh đạo tiên phong trong công việc, còn Dậu luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ giúp Thân thành công trong sự nghiệp. Sự hợp tác này mang lại nhiều hiệu quả, họ có thể thành lập một công ty riêng cho mình. 11. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Tuất. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Tuất sẽ mang đến nhiều may mắn, thuận lợi cho sự nghiệp của người tuổi Thân. Thân dù đôi lúc cố chấp, bảo thủ, cũng phải cúi đầu ngả mũ trước sự thuyết phục lý lẽ của Tuất. Hai tuổi này bổ sung, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. 12. Người tuổi Mậu Thân với tuổi Hợi. Sự kết hợp của hai tuổi này sẽ mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực làm ăn buôn bán. Họ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy mối quan hệ này trở nên hòa hợp, gắn bó lâu dài. Sự chăm chỉ thật thà của Hợi luôn khiến tuổi Thân tin tưởng hài lòng. Quý vị thân mến, sau đây là bí mật cải vận dành cho Mậu Thân trong 2 tháng này. Cô bác cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời dạy cổ nhân về sinh mệnh con người đến từ đâu.
dưới vầng trăng sáng trên bầu trời, khi những ánh sáng bạc đã gột rửa sạch vẻ phồn hoa, những tài tử thất vọng, những thương nhân bận rộn, những nông phu mệt mỏi, những người đắc ý trốn quan trường, trong lúc vô tình ngẩng nhìn lên, ánh trăng sáng trong từ bầu trời đêm sâu thẳm nhẹ nhàng trôi dạt xuống nhân gian, chảy chậm chậm thấm đượm vào lòng người, làm phẳng lặng những nhấp nhô của hỉ nộ ái lạc, trong khoảnh khắc liên thông đến một trạng thái bình lặng bất tận tự cổ chí kim. Tiếp theo đó là một lời than thở nhẹ nhàng xưa cũ, tôi là ai, tôi từ đâu đến, biết sẽ đi đâu về đâu, tiếng thở dài này trải qua năm tháng bể râu dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn, cuối cùng rồi cũng vọng đến nơi mà bạn, tôi và tất cả chúng ta đang cùng ngước nhìn vầng trăng sáng dưới bầu trời đêm. Tuy vậy, chẳng ai ngờ được rằng, không phải chỗ thanh đăng cổ Phật, cũng chẳng phải nơi chuông trống sớm hôm, mà là tại sâu trong cõi hồng trần cuồn cuộn. Cuối cùng cũng có người nghe thấy được tiếng vọng hồi đáp cho sự chờ đợi mong mỏi từ vạn cổ của sinh mệnh. Đó là lời hồi đáp như thế nào khi chúng ta đi qua những năm tháng gian nan. Bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại sẽ nhận thức được những điều bao hàm trong đó, những điều chúng ta vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ được hoàn toàn. Có trí huệ thâm sâu hơn cả bầu trời, có từ bi hồng đại to lớn hơn cả bầu trời. Đó là điều mà lần đầu tiên trong lịch sử từ xưa đến nay mở ra quá trình đắc độ thực sự của sinh mệnh. Đối với con người mai sau mà nói, giai đoạn lịch sử này sẽ là câu chuyện thần thoại tương truyền đời đời của họ, và điều quan trọng nhất khi sống ở đời, đó là sự lương thiện, đôi khi rất đơn giản. Thấy tường nhà người sắp sập, nếu không thể đỡ phụ một tay, nhớ đừng xô thêm cho nhanh ngã, gặp người đang đau lòng rơi lệ, nếu không muốn an ủi, đừng thêm dầu vào lửa làm nguồn vui cho mình. Sống trong xã hội này, đừng quên nói lời cảm ơn với người phục vụ, không bình phẩm sở thích của người khác, đồ vật vay mượn nhớ trả về chốn cũ. Công việc đã hứa thì nhất định phải thực hiện đến cùng, đời một người có thể không cần nơi nương tựa, nhưng đừng để tâm tình trống rỗng, có thể thiếu ăn thiếu mặc, nhưng đừng để thiếu đạo đức, có thể mượn sức người, đừng khởi niệm chà đạp người, có thể lo cho bản thân, nhưng đừng sống chết mặc bay, qua cầu rút ván. Nên nhớ trên thế gian này, chỉ có quá khứ là không thể quay lại, không có gì là không thể qua đi, nhớ đối xử tốt với những người bên cạnh, vì tình thân, tình yêu hay tình bạn đều gắn bó với ta suốt một đời, đừng bao giờ xem sự giúp đỡ của người khác như một lẽ tất nhiên, tôi đối xử tốt với bạn là do tôi tự nguyện, không phải trách nhiệm tôi phải làm, đừng tùy tiện làm phiền bất kỳ ai, cũng đừng để người khác dễ dàng bước vào thế giới của mình, rồi sai khiến linh tinh. Cuộc sống thật ra chỉ gói gọn trong hai chữ trân trọng, vì thời gian mỗi ngày một ít đi, người thân hay bạn hữu rồi cũng sẽ đến lúc phân ly, không tranh chấp. Không so bì, dành thời gian nói điều tốt đẹp, giúp đỡ cảm thông, trân quý từng tấm lòng tốt với mình và đừng quên tâm niệm người khác tốt với mình. Nên hồi đáp gấp đôi, với người chưa đủ tốt, cũng gửi lại những phản hồi tích cực, vì lúc nào chúng ta cũng nên nuôi lớn những hạt giống thiện lành. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô anh chị bác sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.